Ôi dồi kìa, 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 gung kinh luôn kìa. Kìa các bạn, kìa, có kìa. Ôi dồi, ôi dồi. Rồi, rồi, rồi. Ngã là lậm kìa, như gung kinh luôn kìa. Kìa, gung kinh luôn. Ủa, ngã cây thế vậy? Ủa, ngã cây rồi các bạn ơi. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ của Kaken TV nha. Hôm nay bị nghẹt mũi nha các bạn. Diêm son, nghẹt mũi, áp xì liên tục, nó nghẹt, nói chuyện hơi nghẹt nghẹt luôn các bạn. Rồi ok, giờ mình thăm điểm này, có hai cái các bạn. Cái khu này Cường mất 2-3 cái nè, mấy clip trước Cường có quay đó các bạn. Hôm nay còn có 2 cái thôi. Giờ cái đầu tiên ở đây, qua bên kia cái nữa. Ngồi im ru luôn. Lóc một cái các bạn. Rồi mình tới cái tiếp theo mà. Hình như có người. Cái đầu tiên chết rồi các bạn ơi. Trời ơi, có dấu kìa. Dấu xuống kìa. Còn luôn. Rồi cái thứ hai. Mắt này còn đây. Mắt luôn đi cho khỏe. Khỏi dở. Im ru vậy ta. Rồi, có một em cá lóc. Rồi ở đây Cường bắt mấy cặp cá lóc cả ký không các bạn, cầm tay không. Giờ nó vô cá bị lớn nè trời. Nhưng mà có hàng là được các bạn. Cái thứ nhất lóc, cái thứ hai là gì là ổn rồi nè. Y con này vây xanh hả ta? Vây xanh hay vây tím gì đây? Vây xanh. Ý, nó gồng, cá lóc chiên gồng. Ý, nhảy quái mấy. Bắt lẻ ra khỏi khu này mất mấy cái rồi đó. Ngồi nó nhảy quái. Rồi một tay quay, một tay lấy khó các bạn. Ý da. Để Cường bắt ra. Nè, vây hơi xanh nè các bạn. Cây xanh gì cũng vô vỏ thôi. Con đầu tiên nha các bạn. Ok. Rồi. Điểm này điểm mới luôn các bạn. Điểm này Thọ Nguyễn bắt ong các bạn. Nó tặng cho Cường nè. 7-8 cái nè. Nó có chỉ điểm chỗ này mà. Cái lợi đặt ở đâu không biết luôn. Để kiếm nha các bạn. Chỉ điểm đặt. Lấy mấy cái lợi ở đây nó đặt. Tại vì nó cũng không có thời gian thăm á. Sẵn rồi nó tặng Cường luôn. Nó còn đặt dưới đây nè. Sao rồi? Không biết cái lờ nằm ở đâu luôn. Ở đây có không? Không thấy ta. Không thấy cái lờ nào hết vậy. Không có luôn. Sớm giờ để có một con các bạn. Coi lỗ này có không. Có cái cây lờ kìa. Mà không thấy cái lờ. Không có luôn các bạn ơi. Đang tính đặt cho hết. Đừng nghĩ. Đặt ăn đặt chơi vui thôi. Ai ngờ đâu nó tặng cho 7-8 cái nữa. Thôi sẵn rồi. Thăm clip hết luôn. Thăm cho có clip luôn. Trời ơi, nó không thấy cái lờ luôn vậy. Nó đặt ở đâu vậy? Đây có một cái nè. Thì con giống nhất kìa. Đặt lời giống như nó quăng bỏ gì trời.
Trời ơi, nó nhích kìa mà không thấy gì luôn. Chết quớt luôn nha các bạn. Tiếp nữa coi. Đây bèo cho có lươn rồi. Rồi, đây nữa nè. Trời ơi, đập cái gì vậy? Chơi chơi, chỗ chỗ không vậy? Tàu cá sặc không? Cá sặc cá gô. Đặt giống như đồ chơi trời. Mấy cái lá đồ đậy rồi, thấy ghét không? Đặt giống như không đặt vậy. Cái thứ 8 là các bạn. Cái ngã cây này nè. Nó méo à, có hàng. Cho vừa bằng con cá lóc hồi nãy nữa. Cái cuối cùng. Cái cuối cùng của 8 cái nè, được có con cá lóc rồi. Chết rồi. Ây da, đâu vậy nó dướng. Rồi, bắt ra luôn các bạn ơi. Bắt ra, cầm tay ra, đem ra giỏ luôn. Nãy thăm cái thứ 8 không có đem giỏ theo. À, thấy không dính làm biến đem. Im đi. Im nha. Đi. Cái sung có kêu thỏ nướng này bây giờ. Rồi, để lại như cũ luôn. Chuyến sau có điểm còn ngon giờ. Chứ thỏ đặt cái này là đặt cho có nè, nên cũng chậm chạy nè. Thỏ nó ăn hết rồi. Sớm giờ thăm được hai con. 8 cái lờ của con thỏ không bằng 2 cái lờ đầu tiên Cường thăm cũng được con, mà nó 8 cái có 1 con. Rồi cái này cạn, lòi cái lờ lại luôn rồi. Nhưng mà không ai ghé thăm là được. Này lụm không nha. Trời ơi trang nữa trời. Ủa dính con rắn. Rắn nước nữa nè. Để mày luôn. Dính vô là gỡ khó còn chết. Mà vô hoài. Rồi đi tiếp luôn các bạn ơi. Này nó lòi dữ vậy ta. Ừ, cái lờ này bắt mấy con cá khủng khủng bữa nay hết luôn. Không thấy động tĩnh gì nữa. Bắt đầu cả chục con rồi kìa. Hết cá luôn các bạn ơi, không thấy vô nữa. Gù phi cá lóc thì cặp cặp khủng khủng thôi. Rồi, đi tiếp luôn các bạn ơi. Hôm nay nước hơi nhiều, có bộ im mà nghe. Ủa, có gù phi đâu, chết nổi tùm lum gì vậy. Nè. Vô thăm 12 cái cửa ngục rồi các bạn. Nè nước, quá trời luôn. Hy vọng có hàng nha các bạn. Nước nhiều là ngon nha. Hay là bị lấy luôn. Còn không? Ý còn. Còn là được. Còn một cái kìa, chạy kìa. Cái gù phi. Giọt mũi khó chịu quá. Ôi dù kìa. Kìa, gung kinh luôn kìa. Kìa các bạn, kìa có gì. Ôi dù. Dữ lắm rồi. Ôi dù, gù phi gì mà một. Thấy không, nó nước lớn vô là bắt đầu nó vô cả bầy luôn các bạn. Nè. Trời ơi. Gù phi. Quá dữ rồi. Đầu kia sao đây. Ồ nước ngập kìa. Ngon ghê chưa. Ôi dồi. Gù phi nó vô. Còn bầy. Đầu này ít thì nhiều đây. U đầu này ít các bạn ơi. Đầu này ít xỉu à. Nó tập trung qua kia nhiều hơn. Bên đây nó không có tập trung. Hay bên đây có lũng không biết. Để coi coi. Ôi con ba khía này nữa nè.
thôi để luôn đi, lo bắt cái túi Goofy đó về cho trộm ăn. Vô kèo nữa các bạn. Ôi ôi tuyệt vời luôn, nước này ngập nó cao nè, vô một bầy Goofy luôn. Tuyệt vời các bạn. Ui. Quá trời Goofy luôn, đã ghê luôn các bạn. Rồi con ba kia này kìa. Quá ngon, dứt thôi đổ ra. Hôm nay là tròn ăn mặt nghỉ rồi đó. Ồ, có cá sình trong đây. Trời ơi, nè các bạn coi nè, Goofy cỡ này nè. Hồi nãy không có đem cái vỏ các bạn, lại có hàng cá lóc. Mình có đem cái túi rồi, hy vọng đổ là không có ra nha, không có ra luôn khỏi túi. Rồi giờ đổ cá sình cá tươi nó ra một lọt nha. Trời ơi, cái này cỡ 3 kg nữa bạn, 3 kg cá, 3-4 kg á. Đâu rồi, sao gối tăng lên vậy? Đây cái túi nè, đi vô đây xa cho nên đem cái túi theo, cho nên cái vỏ cá lóc nó phóng ra ủ. Đúng là cái này có nước cao lên cái là không làm mình thất vọng nha các bạn. Đây chịu khó nâng cái này lên, cái Cường sẽ cầm cái túi này, cái miệng túi. Đâu rồi, miệng túi rồi. Đúng rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ui, sao nó không xuống kìa vậy? Đó, đó. Nó xuống được vài con là xuống hết rồi. Nó xuống hết là nó hết xuống rồi, cứng nhắc luôn. Bà kia xuống đi, mày ở đây mày phá chứ làm gì. Đó, đổ hết luôn một lần luôn, chưa lại rồi. Bà kia xuống, mày kẹp qua vậy. Rồi sạch bon luôn, còn con cá Goofy động. Ôi ôi, giờ rút ra nè. Đó. Ý, rồi cái Goofy ra nhỏ xíu rồi. Kệ đó. Ôi ui, 3-4 tí vậy. Ôi, nước lên là ngon rồi. Tuyệt vời các bạn. Đây, chúc Cường lựa cá chết nha các bạn. Để dưới đây đi. Rồi, Cường cột lại nha, đi tiếp. Vô mánh nha các bạn. Các bạn thấy Cường nói hay không? Nói như tiên, nói cái 12 cái ngục thăm hoài không dính. Giờ qua đây còn có cái Goofy cho tròn ăn. Đây Cường đổ ra, qua đây là cái Goofy ăn ngập mà. Đổ ra lấy mấy cá chết nữa các bạn. Ui, còn dính một túi nữa. Ra đi lấy cá chết các bạn, để đi chạy xe thúi lắm, đi ngang người ta, người ta tưởng đâu mình xì hơi không ạ. Đây Goofy nè. Rồi bắt mấy cá thúi dục, cá sặc các bạn ơi, nó ở dính mấy bữa trước á, ngâm hoài tới giờ nè. Mà Goofy này ngộ lắm các bạn, nó mà vô được một con rồi nó vô bầy đàn luôn á, tụi nó có tập tính sống bầy đàn mà. Ui nó mệt, đổi nước đó mà. Đấy, mấy cá thúi ra để này thúi quắc luôn. Đây con ba khí nữa nè. Rồi như đây được rồi, ok rồi. Đây còn cá thúi đây, đây bên đây nữa nè. Rồi ok đã. Nhiều cá này nha các bạn, 12 cái ngục.
với sớm về thăm hai cái lời nè. Đó, con ma khía này cho vô vỏ đi, để ở ngoài nó bò. Không mà chắc không có cơ hội bò đâu, kệ nó, mình đi tiếp luôn các bạn. Đó, được chưa chưa? Tiếp tục. Cái này bữa dính con gắn nè, cường để luôn. Hôm qua bữa sau thăm nó tự nó thoát được luôn, ghê thiệt. Cái này trời mưa các bạn, ướt hết trơn nữa à. Là được sau đây nhớ rộng rồi em ngu rồi trời ơi, đúng rồi, dục luôn nha các bạn. Đây nè, nó lủng một lỗ nè. Đây đặt gì nữa, này ba khía rồi, ba khía đó các bạn. Cái lờ này coi như bỏ rồi nè, lấy hai cái cây là các bạn ơi, thua rồi đó. Rồi, dục mình luôn, lấy hai cây thôi. Đi tiếp nữa các bạn. Còn cái này, bữa dính cá đối tới ngày hôm nay, im gu hoài luôn. Ráng neo có cá khủng ở đây không à. Neo hoài vẫn còn con cá đối. Rồi, cá đối này chết luôn các bạn. Tại vì nó đối nó chết nha. Chút lượng cá đối nè. Thấy không? Ủa, hôm bữa cá chê mà sao hôm nay cá lóc vậy? Bữa cá chê con mà. Hôm nay cá lóc con. Rồi, để lại luôn các bạn ơi. Để bữa nào rảnh giờ môn lời đặt cho có thôi nha các bạn. Thích thì thăm, không thích thì thăm đó. Quan trọng là giờ cường đang xuống mấy cái lồng chồn các bạn. Thì thăm phải chồn thôi. Rồi vậy đi. Tiếp tục khu này hai cái các bạn. Điểm mà hay dính nè, mỗi lần thăm nó dính. Bên đó một cái, bên đây một cái nè. Bữa nay cũng 2-3 ngày vậy à. Không biết tình hình sao đây. Ê, còn là ngon nha. Hiu, thấy hiu quá nhỉ. Nhưng có dính cá là nó nhảy nghiêng ngã rồi. Con này nên gu à. Rồi cũng là cá gô như trước. Đầu gô nó vô đâu cả. 2 4 6 8 nhỉ. 8 con cá gô các bạn luôn nè. Bự chứ bộ. Gô này ăn được rồi. Nhưng để làm mồi luôn các bạn. Bắt kiếp cá này hết trơn luôn các bạn. Không còn luôn, nó không vô nữa. Rồi mình thăm kế tiếp luôn các bạn. Tiếp tục luôn các bạn ơi. Hiu quá. Rồi ý thinh. Không thấy nghiêng ngã là thấy không dính nè. Hai cái này bắt quá trời cá mà. Ý, con cá gô mẹ bự trời ơi. Cá gô mẹ nó bự nè các bạn. Đây nè. Ủa, nó bự. Một cặp cá gô mẹ bự luôn. Thôi để lại luôn các bạn. Là dính cặp gắn mây mưa nè. Bắt mấy cặp cá nè, dính cặp gắn nè. Bữa giờ ở đây đừng có cá lóc nữa. Bữa nay sao đây? Trời ơi, con gắn nữa, trời ơi, gắn nước kìa các bạn, từ xa kìa các bạn thấy không? Kìa, nó nằm nó dính kìa. Cái này. Rồi, để mày lại luôn. Khu này còn hai cái nha các bạn. Bên đây cái nè, bên đó một cái. Trong hai cái nào không dính là cuốn đi nha các bạn. Giờ qua có một điểm, thấy cũng ngon quá, giờ tiếp. Này nước nhiều. Hy vọng có rồi. Ừ, có nè, có cái động đậy. Một em cá lóc trọng hai ngón tay. Kệ có đỡ không. Rồi cái này đặt lại nè, cái kia không dính là giờ nha. Khi ra một tay cũng khó quá đi. Rồi ra đi. Cái vây nó đẹp ha. Rồi thăm tiếp một cái luôn các bạn. Vô vỏ. Cái này không dính là giờ nè.
cường thâm tổng cộng cả 10 cái lờ các bạn, với cái 12 cái gục nữa là 11. Thì sẵn thâm 8 cái của hoàng thọ nó cho nữa, 8 cái đó chắc đặt lại chứ đặt gì nè, hơi sai rồi. Ui con gắn nó lội kìa, kìa kìa, nó gặp cường vô lội kìa, bạn thấy không, nó nước kìa, nó chắc có cá hay gì ở động đây nè, trong đây ra nè, kìa đang lội kìa. Không dính giờ nha. Rồi cũng hai con y thinh rồi giờ luôn các bạn ơi. Con cá gục phi với con cá gô đậu mập lù luôn các bạn. Rồi còn một cái cuối cùng hết 7 luôn nha các bạn. Đây cường nãy giờ cái lời nãy nè, dính con cá gô phi với con cá gô đồng, bị cường sẽ giờ tăng cường vào đây. Ở đây có con cái rồi, mình tăng cường cho đây một cái nữa. Ở đây còn cái cuối cùng luôn nha các bạn, mới đặt điểm mới. Rồi rồi rồi, ngã là lụm kìa, như cung kinh luôn kìa, kìa cung kinh luôn. Ủa ngã cây thế vậy, ủa ngã cây rồi các bạn ơi. Ôi ôi một cặp cá lóc luôn, 1, 2, 3 dở lên nha các bạn, tại nó tuột cây rồi. Trời ơi ba con cá lóc. Dạ, giờ nó đây ngon chưa, giờ nó điểm mới lụm rồi, đem vỏ vô luôn các bạn ơi. Ngon chưa? Tuyệt vời. Cái cuối cùng bữa nay trúng mánh rồi các bạn ơi, bữa nay vô mánh rồi nè. Con cá gô đồng cái này nè các bạn thấy không, trong camera nhỏ chứ ngoài bự lắm nè, mà ăn không nổi nữa các bạn ơi, cá quá trời ơi. Không phải mình nói xạo nhưng mà ăn với nó ngán á. Rồi giờ cường sẽ bắt nhau rồi, rồi cô nó dứt cho một cặp, sướng gì đâu đâu, rút cái lờ ra luôn, rớt hai cây luôn. Ý sao con cá lóc này bông nó đẹp cái gì, hay nó bị táp sằng sùi á nè. Nè các bạn, sao nó có giận đẹp quá vậy. Ủa mày bắt về nuôi thử chơi coi. Ôi vô một cặp ấp vố luôn các bạn ơi, nó đã cũng khỏe ghê không, quá ngon rồi. Ui, ui, cầm không được cho nó vô liền các bạn, chứ không có review được nè các bạn. Ui, ui. Thì chờ cái tay còn cầm này các bạn thấy không. Ý rồi, ý còn được, còn cơ hội không. Ý cầm review là đó, nó tu. Đây ngon chưa, rồi vô vỏ lẹ đi, vui đó mà. Rồi cường sẽ sọn mấy con cá nhỏ, cường sẽ để vô đây làm mồi nha các bạn. Có cá nhỏ là có nó vô à, yêu cầu có cá nhỏ vô là không cần mồi các bạn, tự cá nhỏ nó tự vô là tự dính. Đây là cái cuối cùng các bạn, vô kèo luôn, cặp cá lóc khủng. Rồi cường đặt lại và tăng cường thêm cái này nữa nha các bạn. Ok rồi, về tới nhà các bạn ơi. Cái này cỡ mấy ký ta, còn lấy cân thử coi. Chỉnh cho nó ngay lại các bạn, đón hảo thôi nha, mão thôi. Trời ơi 4,2 kg, chắc cái vỏ này nửa ký quá, 3 ký mấy. Rồi giờ mình đổ ra luôn. Hai cái một quý diệt thiệt các bạn. Hai cái một cái vô. Ở này nha các bạn. Tuyệt vời. Một con cá lóc, hai con cá lóc, ba con cá lóc, bốn con cá lóc, còn lại gô phi không nha các bạn. Năm con cá lóc nhỏ nè.
con này sằng người rồi nè. Tao để vô trong cái hũ kiến này coi nó còn sống kịp không nhé. Thấy nó bong bong đẹp quá. Rồi ok, thì đây là những gì Cường chia sẻ với các bạn nha. Thì tổng cộng thăm có khoảng 10 cái lờ à, với 8 cái con thọ cho, thì coi như là vô thăm dạo thôi, tại nó mới chỉ điểm. Thì 10 cái với cái cửa ngục nữa 12 cái các bạn. Thành quả cỡ 4 kg nè. Quá trời ngon rồi. Cá lóc bự nó phóng ra. Đây là một cặp cá lóc bự khúc cuối nữa các bạn, cái lời cuối á. Tuyệt vời không? Ý, nhảy hoài. Đây, đó. Rồi, ok. Các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Cường xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Đến đây Cường cũng xin tạm dừng clip nha các bạn. Xin chào, bye bye. Bye bye Tèo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đây, con ba khía này luộc cho Tèo ăn.